Nâng cao giá trị sản phẩm là ưu tiên trong việc phát triển nông nghiệp tại Bắc Cạn. Điều này thể hiện qua việc địa phương thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm OCOP. Nhiều địa phương xác định không phát triển ồ ạt về số lượng mà chú trọng nâng cao chất lượng, hướng đến xuất khẩu. Miến rong Tài Hoan là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh Bắc Cạn. Từ một sản phẩm truyền thống của địa phương, loại miến rong này đã được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Để sản phẩm có chất lượng cao, hợp tác xã này đã quan tâm xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ đảm bảo tiêu chuẩn khắt khe. Bên cạnh đó, Bắc Cạn cũng dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ đơn vị hoàn thiện nhà máy chế biến, hỗ trợ mua sắm máy móc, trang thiết bị, nhà phơi miến, đồng thời giao nhiệm vụ cho các sở ngành và chính quyền địa phương hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, xuất khẩu sản phẩm miến rong sang thị trường châu Âu. Đến nay, sản phẩm miến rong của hợp tác xã Tài Hoan đã được xuất khẩu sang thị trường Cộng hòa Séc, Mỹ và Úc. Sản phẩm vào trong thị trường Séc là được một tháng thì đã có đơn đặt hàng thứ hai. Thì hy vọng trong một thời gian tới thì không những là thị trường Séc mà hợp tác xã còn có thể tiếp cận được sang những cái các nước khác. Sau miến rong, rượu men lá là sản phẩm tiếp theo được xuất khẩu sang thị trường EU. Theo đó, cuối tháng 10 năm 2022, Hợp tác xã Thanh Tâm, huyện Chợ Đồn đã tiến hành xuất khẩu lô sản phẩm rượu đầu tiên sang thị trường Nhật Bản. Đây là hướng đi mới nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cho một sản phẩm làng nghề có chất lượng tốt, uy tín và giúp nâng tầm cho một sản phẩm OCOP vươn ra thị trường xuất khẩu. Bây giờ được bên Nhật ký hợp đồng ấy là bây giờ cũng chuyến đầu tiên là cũng ký là cũng bảo lấy 4.000 8.500 chai một chuyến. Bây giờ cũng đưa thông tin về là cũng cho hợp tác xã tôi lúc nào cũng chuẩn bị cho 5.000 lít. Có nhiều lý do khách quan và chủ quan, không phải 100% sản phẩm OCOP được cấp sao của tỉnh đều phát huy hiệu quả. Thậm chí đã có 15 sản phẩm OCOP của tỉnh đã tạm dừng hoạt động trong năm 2022. Tuy nhiên, trên thực tế đây cũng là xu hướng tất yếu của kinh tế thị trường. Những sản phẩm chưa đạt chất lượng sẽ được xem xét đánh giá trong việc cấp chứng nhận sao của tỉnh. Để quản lý cái sản phẩm OCOP thì vừa rồi thì Văn phòng Đội OCOP có tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành cái quy chế quản lý. Thì sắp tới mình sẽ kiểm tra đánh giá các cái sản phẩm OCOP để làm sao đảm bảo được cái thương hiệu cho OCOP, cái sản phẩm OCOP. Còn những cái sản phẩm mà nó không tồn tại được thì cũng cái đấy đương nhiên nó sẽ có trong quá trình tổ chức thực hiện. Thì do cái cơ chế thị trường, do không có thị trường nữa thì họ cũng phải thôi. Mới đây, Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Cạn đã đánh giá, phân hạng sản phẩm, tham gia đề án mỗi xã phường một sản phẩm lần 2 của năm 2022. Theo đó, 104 sản phẩm của 8 huyện, thành phố được đề xuất xếp hạng sản phẩm OCOP theo các nội dung chấm điểm của Bộ Tiêu chí Quốc gia. Hiện nay, để tiếp tục đưa các cái sản phẩm đó được duy trì cũng như là một số sản phẩm khác ra ngoài thị trường thì ngành phải quan tâm. Thứ nhất là phải chỉ đạo cái khâu đầu vào của nguyên liệu để chế biến đáp ứng đủ các cái tiêu chuẩn đảm bảo. Hai là khâu chế biến, và khâu thứ ba nữa là áp dụng khoa học công nghệ vào chế biến để làm sao nâng cao sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu phía đối tác yêu cầu. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và tình hình kinh tế thế giới, năm 2022 là năm mà kinh tế Bắc Cạn cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với những tiềm năng và lợi thế, phát triển nông nghiệp vẫn là hướng đi đúng, tạo ra những sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh. Bắc Cạn đã và đang dành nhiều nguồn lực để phát triển ngành nông nghiệp, phấn đấu năm 2023 và những năm tới đưa sản phẩm nông nghiệp của Bắc Cạn có thể đi xa, không chỉ trong nước mà còn cả ở thị trường quốc tế.